Nếu quý vị muốn mua các loại hải sản tươi khô được đánh bắt trực tiếp từ ngư dân như mực khô, cá khô, vui lòng liên hệ số điện thoại Zalo 0369591132 hoặc 0902864541. Cuộc sống ven biển vì niềm tin và sức khỏe của bạn. Alo, xin chào mọi người, chào mọi người đến với kênh Cuộc sống ven biển. Sau một chuyến hành trình, bây giờ mình muốn đi biển nữa rất là khó, tại vì là ở chỗ mình á, chỗ Phước Tỉnh là trước khi đi biển là phải test Covid, rồi phải kiểm tra rất là nhiều. Tại vì là ở chỗ mình có một người bị nhiễm Covid là người đi biển, cho nên bây giờ bên nhà nước họ sẽ thắt chặt cái việc là ngư dân đi và về. Có nghĩa là khi mọi người bắt đầu đi biển là phải test Covid, rồi phải kiểm tra đúng người đi hay không. Rồi khi về thì cũng phải lên test luôn. Khi mà gửi ghe vô thì cũng rất là khó khăn. Chủ ghe của ghe mình đi phải xuống trình báo trước khi mà mình vô bờ. Đó, nó rất là nhiều việc là phải cần làm. Cho nên là bây giờ mình xin đi trải nghiệm rất là khó. Tại vì mình đi làm thì mình đi mình vô luôn cùng một ghe luôn là nó dễ hơn. Nhưng mà mình xin vô trước thì nó rất là có nhiều cái nó rất là phức tạp. Cho nên là mình chưa có thể nào mà đi biển được, quay cho mọi người xem những cái thước phim về biển. Thì bây giờ ở trong bờ, bà con thì mua hải sản bên mình thì có nhiều người khuyên mình là hãy làm một vài video để hướng dẫn cho mọi người là cách chế biến hải sản rồi như thế nào, chứ mua về nhiều lúc không có biết làm như thế nào quá. Thì hôm nay mình sẽ quay cho mọi người một vài cái món ăn để chế biến những cái sản phẩm mà mình bán luôn nha. Đây là cá lịch. Tất cả hàng này là được lấy ngoài biển rồi. Mua ngoài biển. Còn cá mối này, cá mối đây thì phơi trong bờ. Cá biển nhân phơi trong bờ. Rồi bây giờ mình tìm cá lãi nữa để mình lọc ra rồi để cho mọi người xem là cá lịch với cá lãi nó khác nhau chỗ nào. Đây cá lãi, cá lãi còn con xíu xíu à, để ăn thôi, không đủ bán. Đây tôm chung này, mực sẻ nhỏ, mực đa. Đó, đây là tôm. Rồi thì bây giờ mình chỉ làm hai món thôi chứ. Cái này có cái món tôm tích vàng á, mới mua về để cho mọi người xem luôn. À đây mình nói sơ sơ cho mọi người hiểu rằng có mực đó nha mọi người. Thì có nhiều cô chú anh chị cứ nghĩ là đồ khô là nó không có đỏ có hư, nhưng mà thật ra là đồ khô nó hư hết, không phải không hư, nhưng mà mức độ hư của nó lâu hơn đồ tươi thôi. Đây là mực, mà mực đây là nó khoảng 10 ngày rồi, có nghĩa là để ở ngoài không, để trong tận đông 10 ngày. Đây mực của em đây. Đây, đây là mực của bên em đây nè. Đó. Mực khô mình về mình phải để cái tận đông. Để tận mát cũng được thôi, nhưng mà tận mát thì xử tận đông mà anh để được 3 tháng thì tận mát anh để được cao lắm 1 tháng là bắt đầu nó lên phân trắng rồi, sắp là nó đổi màu nó đỏ liền à. Đó, mực khô bên em này khi bắt đầu gửi cho khách thì cái màu như vậy hết á. Chứ em không có dạy gì, em mua cái màu mà mực xấu. Mà màu mực xấu cũng không bao giờ mà đến nổi nó đỏ như vậy. Cái đây là hàng có một người khách không biết đặt sao mà không lấy rồi trả lại, tắt máy luôn, tắt nguồn luôn rồi trả lại nè. À, bây giờ em chỉ để ăn thôi chứ mực này làm sao mà bán nữa, là không bao giờ có mực này. À, anh em đi biển vô mực xấu cỡ nào xấu cũng không bao giờ có mực này đâu mọi người. Cho nên là nhiều khách với bây giờ do dịch Covid chứ hồi bữa em bị mấy đơn là đi đáng lẽ là khoảng cỡ 4 ngày đô lại thôi, nhưng mà người ta chuyển sau có 1 tuần 10 tới. Đó, mực này nó chỉ để ở ngoài, có nghĩa là để ở ngoài mà không trong tủ lạnh, không đá, để ở ngoài bình thường thì nó khoảng cỡ 4 ngày. Còn nếu mà đem đi giang nắng xử mà bỏ trong thùng xong mà shipper họ giao mà không nhận kịp á, hẹn là bắt đầu là họ lại chở đi ngoài nắng trời nóng lên là bắt đầu là cao lắm khoảng 3 ngày thì thôi.
là bắt đầu nó đổi màu nha mọi người. Chứ nếu mà trong 3 ngày đô lại thì nó cũng không đến nổi rồi, nó cũng bình thường, nó không đến nổi. Chứ bên em là gửi hàng là bảo quản đi nó rất là kỹ, bỏ trong thùng mốt rồi có đồ để làm lạnh nó nữa, thì trong thời gian 3 ngày 4 ngày thì ok ấy. Đây là cá lãi này, còn đây là cá lịch. Cá lịch nó có hai dòng cá lịch nha mọi người. Và đây là những con tôm tít còn sống luôn nha mọi người. Con tôm tít vàng này mình đang quay là mình đang quay cái máy điện thoại, cho nên là mọi người thấy to vậy. Tại sao mình quay ở ngoài biển nó thấy nhỏ mà vô bờ thì quay thấy to? Tại vì máy điện thoại nó quay cái cảnh nó thực tế hơn là cái máy quay GoPro. Quay GoPro nó rốt hình lại thì nhìn thấy con tôm rồi nó nhỏ hơn. Đây mọi người hay hiểu lầm mình là quay con cá nhỏ mà nói cho cố lên. Nhưng thật sự nếu mọi người để ý thì sẽ nghe những lúc mình hỏi anh em thì anh em đâu có lý do nào để nó xạo đâu. Nhưng tôm tít thì mấy con đây nó mới chết rồi, nó cũng còn yếu yếu đó. Còn con đây còn sống nha, tôm tít vàng. Mua bao nhiêu đây là 100 ngàn. Mình thì mình nấu ăn không ngon, thì hôm nay về vợ nó chỉ cho nấu, nó nấu luôn. Mình nói chung cái món nào mình cũng có thể mình biết chút đỉnh, nhưng mà điều là mình gia vị nó không ngon thôi, chứ cái cách thức làm này mình cũng có biết, tại vì mình cũng dân biển mà. Rồi cái đây là mình chỉ luộc thôi, luộc là khác. Rồi cái lạp thì để ở đây và cái lãi để ở đây chuẩn bị để chiên và nướng cho mọi người xem. Cái đây thì chỉ chiên thôi nha mọi người, còn cái lãi là chỉ chiên thôi, chứ nướng ăn nó dở lắm vì nó chút xíu rồi mà. Nó chút xíu mà nướng ăn thì cũng được thôi, nhưng mà nó không ngon, không đúng. Còn cái lịch thì hai loại nướng và chiên. Còn đây là cái món cá. Thì bữa nay cũng sẵn đây cũng quay cho mọi người xem là cái cuộc sống đơn giản của nhà mình. Thì nhà mình một bữa ăn này không có nhiều như vậy đâu. Điều bữa nay cố tình cũng mua về để làm món để quay cho mọi người xem luôn á. Chứ mua mấy con tôm về cho mấy đứa nhỏ nó ăn. Cho nhà mình một bữa ăn như vậy có nước sạc luôn á. Đây mấy con tôm bỏ vô bữa nay rồi mình hấp, hấp rồi nó ngon hơn. Bây giờ mình sẽ nướng trước. Nướng này nướng mấy con to to đi, nó ngon. Mình nướng ít thôi nha, còn mình chia. Nói chung mỗi cái thì nó có mùi vị khác nhau. Cá này nó to quá chứ nó dày cơm quá cho nên là nướng nó lâu. Cá nhỏ kia nướng rất là lẹ. Chảy mỡ rồi. Rồi ok, hai con thôi, còn mình chiên ăn nó ngon hơn. Rồi cá này nó to quá mình phải cắt, bởi vì nó to hơn cái chảo luôn. Cắt ra làm ba đi. Để trứng luôn rồi. Trứng đây không phải là kêu để vô cho nặng ký gì đâu. Có người rất là thích ăn trứng. Mình không thích ăn trứng, nhưng mà có người thích ăn trứng. Nên là anh em ngoài biển là không có lấy trứng ra. Ở đây cắt làm hai thôi. Rồi ok, đây nữa. Đây. Bây giờ chờ dầu nắm lên rồi bắt đầu bỏ vô luôn. Dạ bỏ được chưa? Chăng dữ quá. Đây, mình lấy đũa dài thôi. Nấp nấp thôi mọi người. Mình làm rườm rà quá, giờ nó giật luôn à. Đây chờ xíu nữa nó vàng vàng là mình sẽ lấy ra nha. Gắp nó ra.
À, cái món này á, thì cái món cá lịch này á, còn làm thêm được một món nữa nha mọi người, đó chính là cá lịch rim. Thì theo mình được biết là con cá lãi thì chiên nó lâu hơn con cá lịch. Cá lịch to mà gấp ra trước, còn cá lãi gấp ra sau. Tại vì cá lãi là nó là nguyên con á. Và hiện tại em đang dùng cái máy GoPro. Đó, bà con thấy không? Đó, mình thấy con cá nó nhỏ xíu à. Con cá kia cũng nhỏ, cái dĩa nó cũng nhỏ nữa. Đó, tại vì là máy GoPro nào nó cũng phải rót vô vậy á. Đó, thấy cái sọn đồ nó cũng nhỏ. Gần chín rồi. Đi biển cực khổ vô vợ tắm bổ cho sữa uống. Bây giờ làm gì nữa em? Làm mũi, làm mũi chanh để ăn. Mũi chanh đang to phải không? Còn đây là chà chấm dưới vậy. Đò hay mầm me. À, chấm từng đỏ đi. Cho nó nhanh gọn đi. Rồi ok. Rồi xong rồi đó. Đây là mình làm muối chanh để ăn tôm tít. Trong lúc này đang làm muối chanh thì con em của mình thì nó đang bày ra những món ăn đặc sản của tất cả mọi nơi. Đây có cá này, à, rồi cá bắp, à, ổi nữa, ăn trong miệng và cái đây là cái gì? À, cá gì ở chợ, đâu phải cá mú đâu. Rồi, dỡ tôm ra, chắc chắn là phải cá tôm rồi. Ồ, tôm tít đã lấy mấy cái đó rồi không? Đừng bỏ đồ thiệt, bỏ đồ thiệt vô ăn. Nè, bỏ ra đừng bỏ tôm vô. Đó, bỏ ra. Dưới nước chi vậy? Ôi sao, chả rồi, coi chừng nóng này. Đây bóc tay luôn trời rồi. Mấy đứa nhỏ rửa tay hết chưa? Yeah. Cậu em vô rửa tay đây. Đó, hồi nãy không kêu anh Thành qua ăn nữa. Rồi, ra, ngồi. Em rồi phải không? Đào vô tay ra coi thế kìa. Cho bà con xem thử. Ô, nước không à, lại lấy đồ lau kìa, lau đi. Nhìn thấy ngon không Linh? Thôi. Rồi bây giờ sẽ chấm ăn. Cái tôm tít thì chấm cái muối tiêu chanh. Đây không phải muối tiêu chanh mà muối ớt chanh. Còn hai món này thì sẽ chấm vô cái món tương ớt. Đúng không? Rồi con em cảm giác như thế nào khi có những món ăn ngon vậy? Rồi con em cầm miếng ăn cho bà con khán giả coi đi coi. Sao con không chấm? Con mà chấm tiền ớt rồi luôn á. Nghe em mình không chấm, dám chấm tiền ớt đâu. Chấm ớt cải sạn họ. Ngon không? Ngon không? Ngon không? Giòn. Đây, bây giờ mình sẽ chấm cây món cá. Đây, có lịch nè mọi người.
À, có lãi rồi. Chấm được ớt nha. Ăn luôn cái đầu đó luôn. Vị giòn giòn, béo béo, ngon. Ăn đơn giản mà ngon. Đây cái đầu nó đây này. Còn đây là cái lịch nướng. Cái lịch nướng này cái thịt của nó sẽ dai dai hơn cái chiên nó giòn hơn. Nướng con chấm từng ớt luôn. Thôi để từ tự ăn. Giờ làm con tôm tít này nè, lột con tôm tít vàng cho mấy đứa ăn nè. Con đây ăn đá lắm, cắt ra, cắt khóc khóc ra. Bà ăn con tôm đây, để đá mày vô em ăn. Rồi bây giờ mình sẽ ăn con tôm tít. Tôm tít thì tính ăn càng ngon. Đó, nó lột ra bà con. Con tôm đây thì đúng ra là nó không có chắc không. Nó cũng gọi là dừa thôi, nó không có gặp. Qua đã. Ngon. Béo. Ăn không được nhả nha. Ngon. Chấm không? Chấm miếng ớt nha. Rồi là một miếng có lịch chiên nữa. Quá trời. Lịch chiên à, giòn. Giòn. Béo. Bây giờ sẽ cắt con tôm tít vàng ra. Cái đầu chặt nữa làm sao. Ở trong bờ đang ăn không bỏ gì đâu bà con. Để mình bây giờ mình quay cho bà con xem nè. Cái chân của nó nè. Xem bẻ cái đây. Đó, ra cái chân đó không. Thịt đây. Cái càng của nó ăn rất độc đáo. Đây. Đã. Rồi cho mình cắt làm đôi luôn đi. Đã về. Thôi mình cắt 2-3 giờ là mình lật ra hết. Đó. Xong rồi. Rồi ăn béo. Không phải trứng, đó là cái gạch của đó. Mềm. Ôi xài. Quá ngon. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Mình quay ở quanh nhà thôi. Không biết mọi người có thích xem hay không. Thì mọi người có ý kiến gì hãy bình luận ở dưới để cho mình biết và rút kinh nghiệm nha.
Rồi tạm biệt mọi người. Cảm ơn mọi người. Hẹn mọi người video này sau.